À, xin chào các bạn thì à, mình xin tiếp câu hỏi tiếp theo đó là bilirubin được sản xuất ở nơi nào khác và vai trò của nó như thế nào có phải nó là nó chỉ là đóng vai trò là một chất thoái gián của hemoglobin và cần được thải ra ngoài hay không thì à, hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu à, trong cơ thể của chúng ta <laughs> à, nó có hai cái hệ thống Uh, chống oxy hóa rất là nổi tiếng đó là bilirubin và glutathione thì hai cái hệ thống này hai cái system này sẽ đóng vai trò là một chất bảo vệ của cơ thể thì uh, tại sao lúc đầu mình lại nói bilirubin là một chất độc mình phải bao bao bọc nó bởi protein khi mà vận chuyển. À, nhưng mà tại sao ở đây lại nói là đây là một chất chống oxy hóa? thì à, lý do đó là bilirubin nó sẽ à, về mặt có hại thì nó sẽ làm à, rối loạn cái phản ứng điều hòa enzyme trong cơ thể. Mình ví dụ như là à, đó là cái phản ứng phosphorin hóa khi mà gắn phosphor lên thì nó sẽ nó sẽ à, kích hoạt enzyme hoặc là ức chế enzyme đi. Thì khi mà bilirubin tương tác vào nó sẽ làm ức chế cái quá trình phosphorin hóa, nó sẽ làm rối loạn cái quá trình uh, phosphorin hóa. Uh, vì thế enzyme của trong tế bào uh, nó sẽ gọi là enzyme nó không còn hoạt động tốt nữa, nó sẽ có thể thúc đẩy tới quá trình tự hủy tế bào, uh, tự chết tế bào. Um, còn cái mặt tốt của nó đó là bilirubin nó sẽ chống oxy hóa đối với lại, à, đối với lại lipid thì à, mình sẽ để cái hình ở bên tay phải đây à, cái phản ứng bilirubin thành bilirubin á, thì nó sẽ và ngược lại á, thì nó sẽ là một cái chất à, bảo vệ đối với lại lipid còn đối với lại enzyme đối với lại phản ứng phosphorin hóa thì nó là một chất có hại à, còn cái thằng glutathione glutathione cũng là một cái hệ thống chống oxy hóa của cơ thể luôn vậy tại sao cơ thể cần tới hai hệ thống lần À, bởi vì à, đối với glutathione thì nó sẽ giúp bảo vệ những cái protein tan trong nước, còn đối với lại bilirubin thì nó sẽ giúp bảo vệ à, lipid chống khỏi sự oxy hóa, thì đó là hai chức năng khác nhau, bảo vệ hai thứ khác nhau. thì à, <laughs> thì trước tiên á thì mình sẽ đi đến cái glutathione, à, glutathione à, mình sẽ có một cái chuỗi video nói về cái glutathione này, à, glutathione là một cái hệ thống chống oxy hóa và Uh, nó sẽ cần một cái chất uh, cần một cái uh, cái nguồn cái nguồn để gọi là tiếp tiếp cái cystein này cho cái hệ thống uh, glutathione thì GGT nó đóng một cái vai trò quan trọng vì thế mình sẽ trả lời được cái câu hỏi đó là tại sao trong bệnh nhân nghiện rượu hoặc là ở bệnh nhân uh, viêm gan do rượu á, thì sẽ có GGT tăng rất là cao Ờ, thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái vấn đề này ở trong một cái video khác. Được, hôm nay thì mình sẽ cùng tìm hiểu cái bilirubin. thì ở vai trò cái cơ quan nào có thể sản xuất ra bilirubin thì ở mọi cơ quan trong ở mọi tế bào trong cơ thể đều có thể sản xuất ra bilirubin và nó đóng vai trò là chất chống oxy hóa à, và một ứng dụng nữa đó là ở da mình. À, các bạn có hay đặt câu hỏi là tại sao khi mà mình bệnh á, à, mình bệnh là mình mất ngủ nè, mình ăn uống kém nè Uh, dinh dưỡng không có nè, thì lúc này da của mình sẽ rất là xấu, da của mình sẽ bị xỉn màu, bị sạm màu, có thể là nó hơi ngã vàng một xíu, xanh xao. Thì uh, ngoài cái việc thiếu máu gây xanh xao ra, thì cái màu sắc da đó còn bị ảnh hưởng bởi bilirubin được ứ động trong lớp thượng bì. Thì uh, cái lớp thượng bì này á, có một cái tế bào gọi là keratocyte nó sẽ tạo ra tế bào tạo ra những cái lớp sừng. Thì cái keratocyte này khi mà uh, có quá nhiều cái chất chống oxy hóa, uh, có quá nhiều cái chất Uh, oxy hóa hoặc là ph phản viêm á thì nó sẽ uh, tăng cường sản xuất bilirubin tế bào này sẽ tăng cường sản xuất bilirubin từ đó ứ động lại ở trong thượng bì uh, có vai để bilirubin đó là một cái chất để bảo vệ cái lớp thượng bì uh, chính vì thế sẽ tạo ra cái màu xỉn của da thì uh mình sẽ đặt ra tiếp một câu hỏi là liệu rằng cái bilirubin này nó có đi vào tuần hoàn và gây ra tăng bilirubin trực tiếp uh, gây ra tăng bilirubin ở những bệnh nhân uh, có những cái vấn đề uh, trên đây hay không thì uh, uh, thượng bì á uh, các bạn cũng biết á uh, nó được uh, nuôi dưỡng bởi sự thẩm thấu uh, sự thẩm thấu từ các mao mạch thì lúc này á uh, nó không có tiếp xúc trực tiếp với máu cho nên là cho nên là bilirubin nó sẽ vẫn ở dự, nó nó sẽ vẫn giữ lại ở thượng bì và không đi vào tuần hoàn hệ thống à, thì đây là một cái ứng dụng à, đối với lại màu sắc da xỉn màu màu sắc da không đẹp ở những bệnh nhân mà à, có những cái bệnh lý à, có những cái phản viêm hoặc là có những cái stress à, thì đây cũng là video cuối cùng về chuỗi à, chuyển hóa bilirubin thì à, hy vọng là à, một cái chuỗi video này à, à, có thể giúp ích được à, các bạn trong lúc mà mình học về hóa sinh trong lúc mình học sinh lý các bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những cái những cái gì đó muốn trao đổi thì tụi mình có thể comment comment vào cái post cái cái video dưới đây thì cuối cùng thì chúc các bạn học tốt và có một kỳ nghỉ lễ vui